Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty May 10 trong năm 2019 được Tập đoàn Dệt may Việt Nam đánh giá là năm đạt hiệu quả lợi nhuận kinh doanh cao nhất trong các khối đơn vị thành viên. Năm 2019, tình hình sản xuất kinh doanh của May 10 có nhiều biến động, đơn hàng khan hiếm là tình trạng chung ở tất cả các doanh nghiệp dệt may gặp phải. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực của tập thể gần 12.000 người lao động, những đổi mới trong công tác quản lý, tìm kiếm các giải pháp thị trường trong nước và quốc tế đã đưa đơn vị này cán đích 3.380 tỷ đồng, tăng hơn 11% so với năm 2018. Đặc biệt, lợi nhuận mà May 10 đạt được tăng hơn 4% so với năm trước, tương đương với 81 tỷ đồng. Thu nhập bình quân người lao động đạt 8 triệu 150 ngàn đồng một người một tháng. Trong năm 2019, ngoài các thị trường truyền thống như châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, May 10 đã phát triển các khách hàng mới, đạt doanh thu 194,4 tỷ đồng. Bên cạnh đó, để tăng doanh thu tại thị trường nội địa, trong năm 2019, May 10 đã tổ chức nhiều hoạt động quảng bá thương hiệu của mình thông qua các hội chợ lớn, đặc biệt là đẩy mạnh hình thức bán hàng qua kênh thương mại điện tử. Hiện nay, May 10 đã áp dụng công nghệ thanh toán điện tử VNPay, ví Momo để tăng tiện ích cho khách hàng.